Hồ anh nhá, toàn thủy quái thôi. Chú đồ đạc cẩn thận, nó lôi xuống hồ đấy. Cá hồ 20 cân em còn tóm gọn để xem thủy quái hồ anh là con gì. Mình đã có mặt tại hồ câu Khánh Chi ở Tây Mỗ, Hà Nội. Và được biết đây là một hồ lúa cũ, cho nên sẽ có rất nhiều loài cá săn mồi dữ tợn. Và anh em cùng chờ xem loài cá mình sẽ đối diện ngày nay là con gì nhá. Và cuối cùng, mình đã giải mã được ẩn số. Anh em cùng dự đoán xem con cá nheo này bao nhiêu kg nhá.